Tiên chính thức lên tiếng về tin đồn giải nghệ, nghỉ hát để hưởng thụ cuộc sống. Nếu là fan thường xuyên theo dõi về cuộc sống hay những hành động của Thủy Tiên, chắc chắn ai cũng biết trong gần một năm trở lại đây, giọng ca Thư Gửi Anh đã dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn thay vì ra mắt sản phẩm âm nhạc hay đi hát thường xuyên. Việc không còn mặn mà với showbiz khiến Thủy Tiên vướng nghi án nghỉ hát để chọn cuộc sống an yên và hưởng thụ. Để tránh những hiểu lầm nơi công chúng, trên trang cá nhân của Thủy Tiên, cô đã lên tiếng. Nãy giờ quá trời người gọi mình hỏi, ủa đang nghe trên ô tô radio nói, em đã nghỉ hát để làm vợ, làm mẹ, không ra sản phẩm mới nữa à? Ủa ai đồn kỳ vậy? Mai em đi quay clip, cuối tháng ra MV mới mà, đừng đồn bậy bạ nha. Với chia sẻ này, các fan có thể an tâm rồi nhé, chúng ta sắp được thưởng thức MV mới từ Thủy Tiên rồi. Bên cạnh chăm lo cho gia đình, Thủy Tiên lặng lẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, cô còn gặp fan thường xuyên bằng những trang phục vô cùng đơn giản. Không chỉ dành nhiều thời gian cho gia đình mà Thủy Tiên còn chịu thay đổi cả bản thân. Cô quyết định thay đổi hình ảnh và từ chối hát ở bar dù được trả cachet cao vì muốn giữ hình ảnh cho công việc của Công Vinh. MV một năm trước, nói em nghe mãi mãi là bao xa, cô cũng chấp nhận chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng bỏ quay lại vì không phù hợp với hình ảnh và công việc của chồng.